Đêm ngày 13 tháng 4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip cho rằng một người phụ nữ đánh ghen trên tuyến phố thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ chặn một chiếc ô tô con trên đường Trần Phú. Phía trong ô tô là một người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái. Đáng chú ý, người phụ nữ này liên tiếp dùng gạch đập cửa kính ô tô. Trong khi đó, hai người phía trong xe cố thủ và không ra ngoài. "Đây là chồng tôi, có cả các con tôi," người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế bị ùn tắc kéo dài. Nhận tin sự việc, Công an phường Điện Biên đã nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chỉ huy đơn vị này cho hay lực lượng chức năng đã mời 3 người có liên quan về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự.